vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình Giờ Sức Khỏe ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, tâm lý phụ nữ sau sinh dễ bị ảnh hưởng, kết hợp với nhiều yếu tố tác động đã gây nên chứng trầm cảm sau sinh. Nếu không được phát hiện và có phương pháp điều trị tâm lý đúng cách, thì chứng trầm cảm sau sinh có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc và nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con. Và đây cũng là chủ đề chính sẽ được làm rõ trong chương trình Giờ Sức Khỏe ngày hôm nay của chúng tôi. Nhưng như thường lệ thì mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một số thông tin y tế đáng chú ý. Nằm trong khuôn khổ dự án Năng động cùng thể thao do công ty trách nhiệm hữu hạn Nike Việt Nam khởi xướng, Ngày hội thể thao năm 2020 đã được tổ chức vào ngày hôm qua cho học sinh trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. Đây là chương trình mà Nike xây dựng cho học sinh lứa tuổi từ 6 đến 11, được triển khai thử nghiệm tại Hà Nội từ năm 2017 nhằm khuyến khích các em vận động nhiều hơn, khơi dậy tinh thần yêu thể dục thể thao trong mỗi em, khắc phục tình trạng lười vận động ở trẻ dẫn đến thừa cân béo phì hiện nay. Tại đây, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh đã cùng tham gia vào những trò chơi sôi động như bóng đá, chuyền bóng nhanh, đi qua suối, dẫn bóng ghi bàn. Cũng trong chiều cùng ngày, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức một lớp tập huấn mẫu dành cho các giáo viên bộ môn giáo dục thể chất thông qua ứng dụng phương pháp dạy học giáo dục thể chất cấp tiểu học theo chiến lược 6C nhằm chuẩn bị cho các khóa tập huấn giáo viên bộ môn giáo dục thể chất tại 7 tỉnh thành trên khắp cả nước, dự kiến sẽ triển khai vào tháng 12 năm 2020. Đơn vị phẫu thuật tim mạch lồng ngực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một cụ ông 77 tuổi bị vỡ phình động mạch thận trái hiếm gặp. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau dữ dội mạn sườn trái, kèm theo dấu hiệu sốc. Ngay lập tức, bệnh viện đã khởi động hệ thống báo đỏ toàn viện. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật, cấp cứu khống chế, lấy bỏ khối phình và thắt động mạch thận trái, lấy ra khoảng 2.000ml máu tụ sau phúc mạc. Ca phẫu thuật được thực hiện thành công sau hơn 2 giờ đồng hồ. Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định và chuẩn bị được ra viện. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị đuối nước nguy kịch tính mạng. Bệnh nhi là một cậu bé 14 tuổi được chuyển đến trong tình trạng hôn mê tím tái, mạch nhẹ khó bắt, huyết áp khó đo, co gồng từng cơn, phù phổi cấp, bọt hồng trào ra ống nội khí quản do ngạt nước tại hồ bơi. Sau nhập viện, bệnh nhi có diễn biến nặng, các bác sĩ đã phải tích cực hồi sức hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn, chống co giật, chống phù não và sử dụng thuốc vận mạch. Sau 5 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhi đã hồi phục tỉnh táo, cai máy thở và đang chuyển khoa hô hấp để điều trị viêm phổi. Vâng, như đã nhắc ở đầu chương trình thì trầm cảm sau sinh có thể nói là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm. Bởi trên thực tế thì đã có rất nhiều những sự vụ đau lòng do trầm cảm sau sinh gây ra. Và thậm chí là nhiều em bé, nhiều bà mẹ đã mất mạng chỉ vì chứng trầm cảm sau sinh. Vậy thì làm thế nào để có thể phòng ngừa cũng như là phát hiện sớm các biểu hiện của trầm cảm sau sinh? Thì Giờ Sức Khỏe ngày hôm nay của chúng tôi đã có buổi trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Đinh Hữu Uân, là giám đốc phòng khám chuyên khoa tâm thần bác sĩ Uân, để có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình Giờ Sức Khỏe ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, thưa bác sĩ có thể cho biết là đâu là nguyên nhân khiến cho cái tỷ lệ mà phụ nữ bị trầm cảm sau sinh để có cái dấu hiệu gia tăng trong cái thời gian gần đây ạ? Cái nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân sinh học, đó là cái nồng độ của cái chất dẫn truyền thần kinh nó tụt xuống rất thấp và cái nội tiết tố tụt thấp. Cái nguyên nhân thứ hai dẫn đến từ cái phía gia đình, có thể người mẹ sinh em bé ra nhưng mà được lại bị thiếu cái sự quan tâm của cộng đồng gia đình, thiếu sự yêu thương từ gia đình, người ta cảm thấy buồn chán sầu bi. Và một cái nguyên nhân nữa cũng là có thể ảnh hưởng đến cái phụ nữ sau sinh dẫn đến cái trầm cảm, đó là những cái sang chấn trong cuộc sống, những cái biến cố trong cuộc sống, rồi thì những cái dinh dưỡng của bà mẹ trong khi mang bầu nó thấp. Thai phụ này thì có cái dấu hiệu của cái bệnh trầm cảm rồi, và khi như thế là sinh con thì cái triệu chứng của bệnh nó mới lại tái phát trở lại. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì những cái dấu hiệu nào để chứng tỏ ra chúng ta có thể nhận biết được là một người bị trầm cảm sau sinh ạ? Dấu hiệu của cái người trầm cảm ở cái phụ nữ sau sinh ấy, thì nó cũng giống như những cái triệu chứng của những cái bệnh trầm cảm khác, cũng có buồn rầu, cũng có chán chường, u uất, nhưng đặc biệt ở cái phụ nữ sau sinh ấy, thì thay vì cái nét mặt của cái sự hạnh phúc của người phụ nữ sinh ra người con, thì thay vào cái nét mặt vui vẻ hạnh phúc thì bằng những nét mặt u uất sầu bi. Người mẹ tự nhiên lại mất ngủ và không thiết gì chăm sóc người con,
người ta tự nhiên người ta lại thù ghét ngay cái đứa con mà người ta yêu quý, người ta đẻ ra. Thứ hai đó là cái sự thù ghét đó nó đẩy đến cái mức cao là người ta có thể làm hại cái đứa bé đấy bằng nhiều hình thức, ví dụ như là không cho ăn này, không cho bú, là không chăm sóc này, để lạnh. Rồi có trường hợp là gần đây báo chí cũng đã nói đến một số trường hợp là người ta ném cả đứa con đi. Vậy thì cái việc điều trị bệnh trầm cảm sau sinh này thì có phức tạp hay không? Và cái yếu tố quan trọng nhất trong cái vấn đề điều trị trầm cảm sau sinh này là gì thưa bác sĩ? Nó có nhiều những cái mức độ để chăm sóc. Ví dụ cái người mẹ mà trầm cảm ở cái mức độ nhẹ thì người ta có cái dấu hiệu buồn thoáng qua, rồi có những cái mất ngủ thoáng qua, thì cần thiết được cái sự động viên của gia đình. Cho người mẹ ăn uống đủ chất dinh dưỡng, cần thiết cái sự động viên của gia đình thì người mẹ có thể vượt qua được cái dấu hiệu của trầm cảm. Đấy. Nhưng mà những cái triệu chứng của người mẹ, ví dụ buồn rầu, chán chường, u uất, không chịu chăm sóc con cái mà không chịu chăm sóc cái đứa trẻ sơ sinh mà trong cái thời gian mà kéo dài trên 2 tuần, đấy, thì những cái trường hợp đấy nên như thế là được chăm sóc ở những cơ sở y tế chuyên khoa tâm thần. Thì các bác sĩ chuyên khoa tâm thần sẽ dùng cái loại thuốc nó có cái tính chất hướng thần, làm cho người mẹ tăng cái nồng độ chất dẫn truyền thần kinh lên. Và khi người mẹ mà đạt được đủ cái chất dẫn truyền thần kinh ở trong não bộ thì những cái triệu chứng về rối loạn cảm xúc trầm cảm nó sẽ đỡ đi. Nhưng có một lưu ý đặc biệt nữa, nhưng sau khi mà điều trị nội trú xong mà điều trị ngoại trú tại nhà, đó là một cái vấn đề hết sức đặc biệt. Thế thì những cái người mà phụ nữ sau sinh như vậy mà trầm cảm như vậy thì có một cái dấu hiệu đặc biệt, đó là cái thời gian bị bệnh nó có thể kéo dài từ 2 tháng đến 6 tháng. Thế thì cái thời gian kéo dài từ 2 tháng đến 6 tháng như vậy mà người phụ nữ vẫn phải chăm con như vậy. Thế thì cái người phụ nữ vẫn phải chăm con như vậy thì mà cái nguy cơ tiềm ẩn là khi mà người bệnh chưa thực sự ổn thì người ta có thể làm hại đứa trẻ. Vì vậy thì là khi mà như vậy, cái việc chăm sóc như vậy phải cần có một người bên cạnh, chồng, rồi bà ngoại, bà nội, rồi những có thể là cần những cái điều dưỡng có cái tính chất chuyên khoa chuyên biệt để thường xuyên nhắc nhở cho bệnh nhân uống thuốc đều và hướng dẫn người mẹ chăm con một cách chu đáo, đúng phương pháp. Vâng, vậy thì bác sĩ có cái lời khuyên nào dành cho các cặp vợ chồng và cả gia đình họ nữa để làm sao mà đảm bảo được rằng là một người phụ nữ sau khi sinh ra thì họ sẽ hạn chế thấp nhất cái việc là bị trầm cảm sau sinh ạ? Khi mà người mẹ mang bầu ấy thì nên khám thai kỳ định kỳ. Nên khám thai kỳ định kỳ. Khám thai kỳ định kỳ rồi, các bác sĩ chuyên khoa, sản khoa cho người mẹ dùng những đủ chất dinh dưỡng trong khi nuôi em bé. Thứ hai nữa là xem cho người mẹ có tiền sử bị những cái dấu hiệu bị bệnh trầm cảm trước đó không. Thống kê người ta phát hiện ra rằng những cái người mẹ mà đã có những triệu chứng trầm cảm trước đó rồi thì cái khả năng khi mà sinh em bé nó có những cơn trầm cảm tiếp theo là rất là cao. Vì vậy mình nên báo cho các bác sĩ biết được là cái thời gian nào mình sinh và để mình có những cái khám định kỳ về bác sĩ chuyên khoa tâm thần để các bác sĩ có cái phương pháp và phòng bệnh tích cực để không xuất hiện cái triệu chứng trầm cảm sau sinh xảy ra. Nếu mà người mẹ hoàn toàn không có những cái triệu chứng mà trầm cảm trước đó, và thứ hai là để được dùng những cái dinh dưỡng nó có cái tính chất tốt cho thai phụ và tốt cho bé, thì đó là những cái mà tính chất phòng bệnh hiệu quả nhất cho cái người phụ nữ đang mang bầu để không tránh được cái tình trạng là sau khi sinh em bé lại có những cơn trầm cảm ập đến. Cái sự quan tâm từ hai phía của gia đình, đặc biệt là người chồng và bên nội bên ngoài, là những cái yếu tố mà có cái tính chất động viên rất lớn đối với những bà bầu. Vâng, rất là cảm ơn những thông tin chia sẻ bổ ích của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Một số dấu hiệu nhận biết của trầm cảm sau sinh: cảm xúc hay thay đổi, dễ bùng nổ, cảm thấy buồn bã hầu như cả ngày, một cảm giác khó thở như bị đè chặt, lo lắng quá mức với các biểu hiện bồn chồn, bất an, thu rút và từ chối giao tiếp xã hội, giảm trí nhớ và kém tập trung, khóc nức nở với những lý do rất nhỏ nhặt, rối loạn giấc ngủ, chán ăn, cảm giác kiệt sức và mất năng lượng. Để dự phòng trầm cảm,
thường xuyên phải trò chuyện với mọi người. Đây là cách tốt nhất để hạn chế được trầm cảm sau sinh. Nếu bạn nghĩ mình bị trầm cảm, hãy tích cực giao tiếp, chia sẻ với ai đó mà bạn thấy tin cậy về cảm giác và suy nghĩ của mình. Tiếp tục làm việc, tích cực tập luyện thể dục thể thao, tránh sử dụng đồ uống có cồn và các chất gây nghiện. Đi khám chuyên khoa khi thấy có dấu hiệu bệnh nặng hơn. Rõ ràng là trầm cảm sau sinh là một bệnh lý hoàn toàn có thể dự phòng và khắc phục được cũng như là phát hiện được sớm. Tuy nhiên thì điều quan trọng nhất chính là sự quan tâm của chính những người thân trong gia đình đối với họ, đặc biệt là người chồng. Và việc giúp đỡ, chia sẻ cũng như là quan tâm tới vợ trong giai đoạn này của những ông chồng được cho là liều thuốc rất hữu ích. Và hy vọng rằng qua những tư vấn của chuyên gia trong Giờ Sức Khỏe ngày hôm nay thì cũng đã phần nào giúp quý vị và các bạn biết được cách để phòng ngừa căn bệnh này cho người thân yêu của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.